Hello anh em, Store Làm Mộc đang có chương trình khuyến mãi lớn dành cho anh em hữu duyên xem được clip này. Chỉ hai sản phẩm duy nhất thôi nha, 2.300.000 giảm còn 1.950.000. Đó là sản phẩm nào? Nhìn qua đây anh em, đây là cái thùng của Dequer, cái thùng dạng trung gian có thể ghép được với chiếc xe đẩy ở phía dưới, hoặc là ghép thêm cái thùng nhỏ ở phía trên này luôn. Còn hai sản phẩm duy nhất, cái này nhiêu? 2.300.000 giảm cho anh em còn có 1.950.000 thôi. Đây, cận cảnh cho anh em coi cái thùng luôn nè. Hai cái móc khóa của nó rất là cứng luôn nha. Mở ra, trời ơi nó cứng tay ghê chưa. Rồi, cái lồng ở bên trong anh em thấy cái viền màu vàng này là có khả năng chống nước chuẩn ID65, chống nước chống bụi luôn. Coi như là đóng cái thùng này lại, thảy nó xuống dưới sông, xong rồi ôm nó bơi qua sông luôn cũng được. Bên trong đây có một cái ngăn nhỏ, và phía bên trong đây ngăn rất là rộng để anh em đựng được rất là nhiều máy luôn nha. Đó, bây giờ lấy cái cây thước ra đo cho anh em coi cái chiều dài, chiều ngang, chiều rộng của nó là bao nhiêu. Rồi, đây, chiều dài của cái thùng này 53cm nha anh em. Chiều ngang của cái thùng này 37cm luôn nha. Rồi, cái lồng ở bên trong của nó cao bao nhiêu nè. Đây, anh em coi cái thước nè, 25cm nha anh em ơi. Chứ vậy là cái lồng thùng nó rộng lắm nha. Đó, thì cái này còn hai cái thùng duy nhất thôi, 2.300.000. Trên thị trường người ta đang bán 2.400.000, có khi 2.500.000. Store Làm Mộc bán cho anh em hữu duyên nhìn thấy cái clip này, nhanh tay nhanh chân chạy qua cửa hàng mua ở địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, chỉ với giá 1.950.000 một thùng thôi. Nhanh tay nhanh chân lên nha anh em ơi, còn hai cái thùng duy nhất thôi, bán hết rồi, không có nhập hàng nữa nha. 1.950.000 một cái thùng như thế này, chống thấm nước, có khả năng kết nối nhựa carbon, hàng của Dequer. Xin chào anh em, hãy đến 234 Bình Thới, phường 10, quận 11 nha.